Nhắc lại lời của chị bé, đây là những mẫu vải áo dài Thái Tuấn. Đúng cái này rồi. Là lụa tơ tằm. Tơ tằm em. Lụa tơ tằm của Thái Tuấn và chị bé đặt theo cái kiểu đây là đặt theo những mẫu độc quyền phục vụ cho ngày 8 tháng 3 và mùa hè của năm 2024. Thì với những cái mẫu này đó là hôm nay mới xuất hiện nha các bạn. Đúng thì rồi. Mình và chị bé sẽ quay để giới thiệu cho các cô chú anh chị chúng ta coi. Đây là một cái mẫu vải áo dài dạng lập thể. Có rồi. Những các cái gam màu như là màu đỏ này, màu vàng này, rồi màu tím này, đỏ đô này. Thưa chị, cái mẫu này thì đồng giá hay là sao? Giá 1 triệu 6 em, đồng giá 1 triệu 6. Tức là rồi. Những mẫu mình sẽ chuẩn bị ướm là sẽ là giá 1 triệu 6 đúng không? Rồi. Đây cái tay này nó như vậy em nè. Đồng giá 1 triệu 6 thì đây chị sẽ ướm thử cái tay này. Cái tay áo là dưới cửa tay là có bông em ha. Con kéo lên chút đi coi. Cái này là trơn không có kết không, đá không kết, đi nó gì, đúng là tơ tằm thôi đúng rồi. Vâng. Tay là cửa bông em ha. Dạ. Dưới cửa tay có bông nhưng mà trên này là trơn. Vâng. Này tơ tằm em ha. Dạ. Rồi là chị đang nói ngày hôm nay là mẫu mới đó nha. Đây chị. Thật sự ngày hôm qua chị cũng chưa biết có hàng nữa, tức như là sáng nay chị mới biết là hàng có người ta mới giao. Vâng, chị mở thì đưa cho em cái hình. Dạ. Ở đây thì thưa các bạn là đối với mỗi một sản phẩm đó là đều có những cái hình để thuyết minh cho cái mẫu vải. Đây có cái số series của sản phẩm này, mã QR code này. Và những cái vải đó các bạn thì đều có hình người mẫu sẽ mặc thử. Đây. Thái Tuấn em ha. Có cái chữ là logo của Thái Tuấn này, Fashion Healthcare. Vải là kháng khuẩn bảo vệ sức khỏe. Cái bộ này thì nếu mà Thái Tuấn họ gọi là bộ sắc màu là pha lê. Sắc màu thì pha tình lê. Yêu các bạn có biết là có mấy màu không? Có 3 màu. Màu lam, màu nho và màu pha lê. Màu có 3 áo rồi. Phải một màu có 3 áo có thôi. Có 3 áo duy nhất thôi, có đặt thêm cũng không có nhận đặt hàng thêm nữa. Thái Tuấn cũng không có nhận nha các bạn. Thì cái này thấy có vẻ nhìn hàng mắc tiền thấy nó khác hay sao ấy chị nhỉ? Đúng nhưng không? Mà cái nào cũng nó đẹp hết em hiểu không? Đúng là đẹp nhưng mà nhìn cái này nó còn có cái độ sang trọng rồi, rồi có cái nó có số chiều sâu em nữa đúng không? Đây là các em bạn em hiểu này, không? Nó có số sari á. Và đặc điểm những cái sợi này. Đây là sợi kim tuyến hay sao thưa chị? Sợi tơ tơ mà tơ kim tuyến em. Tơ tầm kim tuyến. Nhưng mà hàng này phải may 2 lớp. Và may 2 lớp lót lót rồi thì mới đẹp, quần xếp tròn 2 lớp. Vậy là cái này cũng phải tiền công may như vậy là sẽ mắc hơn đúng không chị? May 1,1 triệu thôi phải con. Quần xéo tròn 2 tà rời 2 lớp là cô Hà may 1,1 triệu. Vậy là đối với cái đồ đẹp này các bạn là cũng phải cái cách may cũng khác nhá. Đó, nên rồi. Là cái giá nó sẽ cao hơn một chút. Nhưng thì mà quá đẹp đúng không em? Vâng, nhưng mà đẹp, đẹp không, nói chung là mà chỉ sợ báo tin buồn màu của báo. Vâng, chỉ sợ là mình không có đủ kinh phí thôi. Nhưng mà có cái hay ở đây của bên Thái Tuấn á, là mình thấy họ có rất là nhiều các cái loại phục vụ từ bình dân cho tới cao cấp, nói chung không có bỏ sót một đối tượng nào. Chừng 500-600 ngàn đã có rồi, mà 5-6 triệu thậm chí 7-8 triệu cũng có luôn. Này chị muốn đặt màu 10 áo mà không chịu làm, có thêm tiền cũng không làm nữa. Đấy, cái vải này nó khá mỏng nha các bạn, nên là cái lý do vậy đó thì chúng ta mà phải may 2 lớp cực kỳ mỏng luôn nhé. Và ở dưới họ cũng có vắt sổ, chỗ này là họ có đính đá này. Đặt 3 tháng rồi đấy, 3 tháng mấy rồi em nha mới có hàng á. Dạ. Cái này vẫn là đang 3,5 triệu đồng giá hả chị? Đúng rồi, đồng giá. Rồi con xuống lên này con. Cái sản phẩm này các bạn đang là đồng giá 3,5 triệu nhé. Đúng rồi. Em đẹp không em? Vâng. Trời ơi. Thèm đẹp luôn. Xuất sắc luôn. Thưa quý cô bác anh chị, ngay lúc này thì Tuấn Dương đang có mặt ở phía cổng chính của chợ An Đông. Các bạn nhìn thấy cái dòng chữ là Trung tâm Thương mại và Dịch vụ An Đông. Thì ở phía bên tay phải này, cô bác anh chị nhìn đây là tiệm vàng Kim Lý này. Tiệm vàng Kim Lý số 34 đường An Dương Vương. Còn phía bên tay trái này đó là có một cái tiệm vàng là tiệm vàng Kim Châu. Đó, thì 34 và 36 An Dương Vương. Thì chợ lấy cái địa chỉ là 34, 36 An Dương Vương là nó nằm giữa hai cái số nhà này. Và từ cái cổng chính này chúng ta đi vô áo dài bé thì mời cô bác anh chị cùng đi với Tuấn Dương. Chúng ta sẽ đi cổng chính. Thì chợ thì có 4 tầng. Ở dưới này thì họ gọi là cái tầng hầm. Chúng ta đi qua cái khu vực bãi giữ xe này các bạn. Vâng, đúng rồi, chào anh ạ. Dạ. Mình đang giới thiệu thì lại có khách
mấy anh chị ở bên nước ngoài về có biết mình. Thì chúng ta đi cái lối cổng chính này nha các bạn. Thì đi vô, nếu mà chúng ta đi cầu thang bộ đi xuống dưới, đi xuống dưới thì người ta gọi đó là tầng tầng hầm. Còn đi lên cái thang bộ đi lên thì người ta gọi là tầng trệt đây nha các bạn. Thì theo lối mà những các anh chị đang đi phía bên tay phải này đó, là đi xuống là tầng hầm. Còn lối này đó thì chúng ta đi lên người ta gọi là tầng trệt. Thì để tới Áo Dài Bé đó các bạn, là chúng ta đi cầu thang bộ này lên. Đi cầu thang bộ lên thì các bạn sẽ gặp có tiệm vàng Ngọc Mai phía bên tay trái này này. Đây các bạn sẽ gặp tiệm vàng Ngọc Mai phía bên tay trái. Đó. Thì khi gặp tiệm vàng Ngọc Mai này các bạn là quẹo trái, các bạn đi chừng khoảng 10m nữa thôi là tới Áo Dài Bé nha các bạn. Đây, đó, nhìn thấy cái chữ Áo Dài Bé đây. Ở đây thì chị Hà bây giờ cũng đã ra để lấy số đo cho khách rồi. Rồi, dạ xin chào, dạ xin chào ạ. Rồi. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, mười một, mười hai, mười ba, mười bốn, mười lăm, mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín, hai mươi, hai mốt, hai hai, hai ba, hai bốn, hai lăm, sáu, hai bảy, 8, 29, 30. Thì thưa cô bác là sau khi mình kiểm cái số lượng xong thì cô bác nên kiểm tra lại bill và tiền, rồi giữ lại cái bill đó để nếu mà có những cái vấn đề gì thì mình có thể mình thắc mắc hoặc là điều chỉnh lại. Thì đây là cái nguyên tắc mua bán chung. Thì đây không có nhiều tiền này, cái bảng giá đây thì vào khoảng là chưa tới 10 triệu. Thì cô bác giữ lại cái bill này và nhớ mình dò tiền rồi đếm kiểm đếm số lượng cho nó đầy đủ trước khi là mình rời khỏi cửa hàng. Thì Tuấn Dương cũng xin mở đầu video clip này với một cái lời nhắc nhở như vậy để cô bác anh chị mình mua bán ở bất cứ nơi nào tránh cái trường hợp là mình bị lộn bill hoặc là tính nhầm tiền. Còn nếu mà riêng tại Áo Dài Bé đó thì nếu trong trường hợp về cô bác mình cộng lộn, mình thấy là cửa hàng cộng lộn mang tới thì chị bé sẽ chắc chắn là trả lại tiền. Vâng, còn chị bé mà không có camera nữa. Vâng, chị bé mà không trả lại tiền thì cứ kiếm Tuấn Dương nhá. Tuấn Dương trốn luôn. Em cứ nói vậy không ạ? Dạ dạ vâng. Dạ. Rồi thối tiền. Bán nhiều nhưng mà không có nhiều tiền. Và thì mình bán giá cũng phải chăng thôi. 30 món mà chỉ dạ. Mình mà. À, tùy theo loại em hiểu không? Dạ. Chứ không phải cái nào cũng một loại giá thì 40 muốn lắm hả? 40 em bớt chị. Em cảm ơn chị nhiều lắm. Tới ủng hộ là mừng lắm rồi. Rồi cảm ơn cô nhé. Dạ cho con hỏi thăm là làm nào cô biết tới Áo Dài Bé này? Em coi măng của anh đó. À coi trên YouTube Sài Gòn Ngày Nay. Dạ. Rồi mình mua xong mình có may luôn không ạ? May luôn á. May hết 30 bộ đó luôn. Đúng rồi. Trời ơi, thế này bộn tiền, có cái tiền may này nhiều hơn tiền vải. May này ba tay lấy á. Dạ, dạ. Vâng, rồi cảm ơn người đẹp nhá. Dạ, dạ. Cô đang thử coi vài cái mẫu chị Thúy mà. Thúy ướm rồi nói lộn tên là chị mắng. Dạ, ok. Dạ, dạ, dạ. Rồi, ok, đẹp đấy ạ. Đó là thêu cái bông màu màu đồng thì chị sẽ lựa cho khách cái quần màu trùng với cái bông. Ok đó. Thì khách có quyền ví dụ như mấy cái cô trẻ trẻ đó thì họ mặc luôn cái màu hồng luôn cũng được. Nhưng mà mấy cô mà đứng tuổi một chút xíu thì mình lựa cái màu khác cho nó đẹp.
cho nó phù hợp với cái lứa tuổi. Thì vì mình cũng thực ra mình cũng hay đi quay các cái sự kiện lễ hội áo dài. Lấy màu hồng trước đó. Này cô lại thích trẻ trung thì chuyển qua cái màu hồng. Nói chung là cứ để cho khách hoàn toàn gọi là thoải mái thì thoải mái rồi mới quyết định. Đây các bạn này, đây cũng có cả những cái bạn nữ người nước ngoài, bạn đang mặc những cái chiếc áo dài nhìn trông rất là dễ thương này. Đó, áo dài đang thử là áo dài gì đấy Thắm? Áo đang phụ dâu, phụ cô dâu. À, áo dài phụ cho cô dâu này. Đây cô đang đưa kêu như là nói những cái nào mà kích thước nó chưa được phù hợp vì cô may một loạt cho các thành viên trong gia đình để chuẩn bị đám cưới. Đó. Còn đây, cái màu hồng này. Đó. Đồng màu thì nó không nổi nhưng mà lấy cái màu đồng hồi nãy là ok. Màu kia ok hơn. Cái này thì mấy cái người trẻ thì họ thích. Nhưng mà người lớn tuổi thì mình ấy thì mình lấy cái màu này hơn này. Đúng rồi, nó trùng với cái bông. Mà nhìn nó sẽ nổi hẳn cái áo lên. Yeah. Rồi. Rồi chốt cái bộ đó luôn. Đó. Em lấy cái màu xanh này cho chị coi thử thời gian. Em coi cái màu xanh đó mà với cái mỏ còn còn màu trắng. Cái này với này em mới là cái gì. Đây khách sẽ muốn coi hai cái mẫu thêu. Ở ngoài bà trẻ quá nha, trong YouTube của bà. Ai nói em quay chị trông mập hơn. À thế à. Xin hàng chị bé. Tại sao quay áo dài lên thì áo dài đẹp mà người thì không đẹp. À. Thôi xấu cho dễ nuôi. Chứ quay đẹp lên thì ông chồng ông lại mất công, ông ở bên kia ông lại ghen này. Rồi đây chị sẽ ướm tiếp cái vừa nhìn cái là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Dưới là mây này, mây núi trời, mây sông nước này, rồi những cái cánh hạc này, trúc này. Rồi bây giờ cái tiếp theo. À, cái màu đấy cũng được ấy, nhìn trông lên nổi. Mỗi một cái áo dài, bộ vải áo dài này thì như một cái tác phẩm nghệ thuật cho các bạn. Mỗi cái thì đẹp một kiểu. Cái này thì tùy theo sở thích của khách nhé. Cái này để cái quần nào? Cái này thì đi quần trắng thôi cô. Quần màu trắng trùng với bông này. Nếu cái này thì đi cái quần màu khác được. Cái quần màu kem là được. Còn này đi quần màu trắng. Cái quần này cái quần màu cam được hả? Màu kem. Màu kem chứ không phải màu cam. Dạ. Em thấy màu xanh đẹp. Nãy mình được cái màu xanh đó với cái màu nhưng mà cái này với cái em thấy cái lụa thấy tính hai cái nào đó. Đây chị đang thử áo dài này. Wow, nhìn rất là đẹp ha. Beautiful. Wow. Rất là dễ thương. À. May theo số đo của bạn nhé. À. Thì thưa các cô bác anh chị, mình đang có mặt ở vải áo dài bé, địa chỉ là sạp D1, D3, D5, D7, số điện thoại là 0908 332073, 0869 529 239.
Hôm nay thì áo dài bé về rất là nhiều những cái mẫu vải áo dài mới của Thái Tuấn, đến hàng trăm mẫu lận, nên là Tuấn Dương sẽ tới để cập nhật, gửi cho các cô chú anh chị chúng ta cùng coi. Những ai mà yêu thích áo dài đó thì sẽ tham khảo những cái mẫu này trước khi mà quyết định may. Thì không chỉ người Việt Nam đâu các bạn, mà các bạn người nước ngoài đó cũng rất thích những các cái mẫu áo dài. Và các bạn đang nhìn có một bạn nữ người nước ngoài đang thử áo dài để chuẩn bị trong cái sự kiện trọng đại của mình là đám cưới đó. Đây thì cái này là màu này gọi màu gì ta? Đấy, màu mấy chị đang mặc gọi là màu da, skin. Đây, những cái màu da. Đó, và sau khi các bạn ấy mặc thử ấy, thì cần phải điều chỉnh, ví dụ như về tay, về phần vai hoặc là cổ như thế nào đó, ngực, thì chị bé sẽ ghi nhận lại những cái thông tin đó và chỉnh sửa. Đó. Rất đẹp, rất dễ thương nhé. Đó. Thì em đem đi kiếm giải ra. Đây, một mẫu tiếp theo này. Cái này cũng đẹp này. Tím này. Này lên ống rồi lắm không? Sao thấy trứng không có cái màu hồng hả? Màu hồng nó lại có thôi. Đây mình coi đấy, lên áo đấy. Và nhưng mà cái cô đó là người mẫu. Đây các cái mẫu lập thể mới của bên Thái Tuấn mới ra. Thì nếu mà các bạn coi ấy, thì mỗi một cái mảnh vải đó nó đều có hình của người mẫu và người ta may gợi ý cho mình coi. Thì đây là đây mình mở hẳn này ra cho các bạn coi. Cái này họ gọi là sắc màu pha lê, vải kháng khuẩn bảo vệ sức khỏe nhé. Đây mẫu này gọi là áo dài hai da pha lê, sắc màu pha lê, bộ sưu tập mới của Thái Tuấn. Đây các bạn có thể quét cái mã QR này để ra kiếm cái vải này. Đó. Đó. Đây bên đây thì bạn nam đang thử áo này các bạn này. Đó. Bạn nam thử áo. Đó. Nhìn rất là dễ thương nha. Đây các bạn nhìn này, với cái này lên đó thì nhìn rất là sang nhá. Mình thích màu gì? Này là cô ở bên Úc về, cô cũng coi được clip thì tới hai bạn đang lựa cho cô những mẫu quần cho nó phù hợp. Nói chung là nếu mình có thời gian đó thì đi mua cũng hơi bị lâu đó các bạn. Đây. Đây. Đấy. Mấy anh ở bên nước ngoài ở Pháp đấy. Mặc những bộ nhìn rất là đẹp. Đây chị mai chừng tuần là có đó, nhìn rất là đẹp ạ. Có rồi, có rồi, rồi đây. Đó. Rất đẹp nhé. Đó là thấy ngon lành cành đào rồi các chị, không cần ướm luôn nhé. Đó. Vì dựa vào cái kinh nghiệm bán vải lâu năm, tư vấn, nói chung là bán chắc là hàng triệu những cái bộ áo dài trong nhiều năm. Đây, đó các bạn nhìn. Đó. Rất đẹp nhé. Rất là dễ thương, nó lại lạ nữa nhé. Trong trang phục ngày cưới, đi nhà thờ, các thứ chụp ảnh đều rất đẹp luôn. Chưa có màu xanh tươi.
khách lại muốn màu xanh tươi. Thì cái vải Thái Tuấn này thì tùy theo loại, nhưng mà thường là cái mà cô đang coi cái mẫu 2023 đó là 1.050.000 một áo, mua áo thì tặng vải may quần. Đây, sẽ ướm thử tiếp cái xanh lá cây. Cái bông mờ bên hông chị không thích, cái bông trên ấy. À. Chị không thích cái bông mờ nó nằm bên hông chị không thích. À, nó nằm bên cái nó chị không thích. Này, hãy. Đây các bạn của cô dâu chú rể các thứ từ nước ngoài về đấy, cũng đang tới để coi các cái người bạn thử áo trong cái để chuẩn bị mặc trong những cái ngày cưới sắp tới. Đây tiếp theo này, cô bạn nam này, bạn ra sẽ thử một cái áo dài đó, nhìn em về chiều sửa cho nó nè. Wow. Rồi cho bạn này thử đâu, cái này nó vừa cái áo này cả em mở đó. Nhiều khi mấy bạn ấy ngại không có xuất hiện lên hình, nhưng cũng ghi lại một vài những cái hình ảnh để cô bác anh chị chúng ta coi. Nói chung là chị bé thì phục vụ đa dạng, khách nam nữ, nước ngoài, trong nước, Anh, Pháp, Mỹ, Canada, Tunisia, Thổ Nhĩ Kỳ, khách nào nói chung cứ có người là có áo. Đó. Ngoài áo cho người lớn thì cũng có áo dài cho con nít nha các bạn. Những cái áo dài thêu rồng này. Đó, áo dài thêu rồng. Chỉ có khác là của các cháu nhỏ thì áo dài thêu rồng là mình không có đính đá thôi. Còn những áo dài của người lớn là có đính đá. Thì cái này tùy theo size. Nhảy size, nhảy số thì nó sẽ lên tiền một chút. Còn đối với những cái áo mà dành cho các cháu bé đó, cháu gái đó, thì có quần nhá, có quần và có thêm cả cái lược cài này nữa này. Còn của nam áo dài mà cho bé trai đó thì không có cái lược cài, thì mình có thể chọn một là cái kiểu này hay là cái kiểu này, giống như có cái khăn mỏ quạ đó, trông cũng rất là dễ thương. Rồi, hồi nãy thì tiệm rất là đông nên là mình cứ phải chạy tới chạy lui. À, giờ chị bé đang sắp xếp một chút để lấy vào cái không gian chia sẻ với các cô chú anh chị những cái mẫu áo dài Thái Tuấn mới. Ủa, cái áo đấy khách lấy rồi em gái? Ồ, cái mẫu tranh thủy mặc đó là khách đã lấy rồi nha các bạn. Ồ. Nè, đây cái này. Vậy khách này lấy mấy bộ đấy? Dạ, 7 bộ. Khách lấy có 7 bộ thôi. Bill đó là 7 bộ à? Dạ. Không, cái này 5 bộ. À, cái này của khách khác. Dạ rồi. Cho cái thứ vào trắng. Thì ở đây bán cho các bạn là về ăn về gọi là cái số lượng nha các bạn. Mỗi một bộ thì cũng có lời chút đỉnh thôi. Chứ nên là khách rất là thích. Có những cả những cái bộ đồ mà hàng rẻ cũng có nhá, hàng mắc tiền cũng có luôn, mà hàng rẻ cũng có đây này, nhưng mà chỉ ít giới thiệu, cái hàng đấy thì nó không có chất lượng. Rồi, chị Hà đang lấy số đo cho khách. Em giờ em còn mấy cái áo hàng Thái Tuấn là chưa, Thái Tuấn chưa giao ra cho em, giao xong chụp cho chị nữa là đủ. Rồi, rồi anh Tấn Dương, anh Tấn Dương đang đây nè, để giờ ra ngày hôm nay. Xin chào, em chào chị nhá. Rồi. Biết Tấn Dương là bởi vì mê ông dạy mà bé quá. À dạ, rồi, năm mới chúc chị nhiều sức khỏe nhá. Dạ. Chúc Tấn Dương nhiều sức khỏe. Dạ dạ. Hôm nay có mẫu mới ra cập nhật để coi em chị có ưng cái nào thì. Hôm qua nó coi online rồi có bấm tay. À dạ. Vâng.
Ok, nhớ kết bạn, bấm like, chia sẻ giúp em. Cảm ơn chị nhá. Chúc chị mạnh khỏe, xinh đẹp. Ok, bye bye. Dạ. Yeah. Rất vui khi mà có những khán giả ở phương xa nhưng mà mến mộ áo dài bé. Đây mẫu này là mẫu mới nhất nha. Khoan khoan, phải bắt đầu như thế nào đã chứ? Rồi đây. Bỏ cái vỏ đi nha. Vâng. Và đây mình sẽ gắn cái mic để chị bé nói cho nó to rõ ràng. Dạ rồi, chào chị. Thưa chị thì hôm nay mình sẽ giới thiệu những cái mẫu gì và chủ đề ra sao đấy ạ? Đây chị giới thiệu là hàng này là hàng mùa hè, tơ tầm mùa hè nhưng mà cũng dành cho 8 tháng 3. Dạ. Tức như dành 8 tháng 3 và mùa hè em ha. Hàng hôm nay là hàng này tức như đặt lâu lắm rồi, 4 tháng rồi giờ mới có hàng. Vâng, tức là cái mẫu đặt mình đặt độc quyền đúng không? Đúng rồi, 4 tháng rồi giờ mới có hàng cho nên giờ chị đưa cho em quay cho khán giả dòm, khách dạ. Cô chú dòm á. Thì coi thử cái mẫu mã. Như vậy mình xin nhắc lại lời của chị bé, đây là những mẫu vải áo dài Thái Tuấn. Đúng cái này rồi. Là lụa tơ tằm ạ. Tơ tằm em. Lụa tơ tằm của Thái Tuấn và chị bé đặt theo cái kiểu đây là đặt theo những đúng cái mẫu độc quyền phục quyền. Vụ cho ngày 8 tháng 3 và mùa hè của năm 2024. Thì với những cái mẫu này đó là hôm nay mới xuất hiện nha các bạn. Đúng thì rồi. Mình và chị bé sẽ quay để giới thiệu cho các cô chú anh chị chúng ta coi. Đây là một cái mẫu vải áo dài dạng lập thể có rồi. Những các cái gam màu như là màu đỏ này, màu vàng này, rồi màu tím này, đỏ đô này. Thưa chị, cái mẫu này thì đồng giá hay là giá sao? Giá 1,6 triệu em, đồng giá 1,6 triệu. Tức là những mẫu mình sẽ chuẩn bị ướm là sẽ là giá 1,6 triệu đúng không? Rồi. Đây cái tay này nó như vậy em nè. Đồng giá 1,6 triệu thì đây chị sẽ ướm thử cái tay này. Cái tay áo là dưới cửa tay là có bông em ha. Con kéo lên chút đi coi. Cái này là trơn không có kết không, đá không kết, đi nó là tơ tằm thôi đúng rồi. Vâng. Tay là cửa bông em ha. Dạ. Dưới cửa tay có bông nhưng mà trên này là trơn. Vâng. Này tơ tằm em ha. Dạ. Rồi là chị đang nói ngày hôm nay là mẫu mới đó nha. Đây chị. Thật sự ngày hôm qua chị cũng chưa biết có hàng nữa, tức như là sáng nay chị mới biết là hàng có người ta mới giao. Vâng, chị mở thì đưa cho em cái hình. Dạ. Ở đây thì thưa các bạn là đối với mỗi một sản phẩm đó là đều có những cái hình để thuyết minh cho cái mẫu vải. Đây có cái số seri của sản phẩm này, mã QR code này. Và những cái vải đó các bạn thì đều có hình người mẫu sẽ mặc thử. Đây, Thái Tuấn em ha. Có cái chữ là logo của Thái Tuấn này, Fashion Healthcare. Vải là kháng khuẩn bảo vệ sức khỏe. Cái bộ này thì nếu mà Thái Tuấn họ gọi là bộ sắc màu là pha lê. Sắc màu thì pha tình lê. Yêu các bạn có biết là có mấy màu không? Có 3 màu. Màu lam, màu nho và màu pha lê. Cái màu pha lê này là đỉnh cao của tình yêu này. Thì lúc nào mà ở bên ngoài mình sẽ nói chuyện với các bạn là lý do là sắc cái màu pha lê cái sắc màu tình yêu là tại sao lại có cái màu pha lê. Nó là dành hàng cho mùa hè đó em nha. Dạ. Hàng rất là đẹp, hàng lập thể không em ha? Vâng, lập thể, giá là 1,6 triệu. Thì khi các cô chú anh chị mình thích cái mẫu nào đó. Ôi trời, cái này nhìn như là ráng chiều này các bạn này. Đây là hình như hàng là đẹp lắm. Giống như là làng quê này. Xong ở dưới là nó in hình xuống cái hồ á. Nhìn trông cũng khá là đẹp nhá. Hàng đẹp lắm. Hàng là dành cho người cao cỡ nào may cũng đủ hết á. Vâng. Tại vì cái dáng hàng Thái Tuấn làm lên là dành cho người mẫu thôi à. Dạ. Mà ví dụ như chị mập to người cỡ nào cũng may được hết. Dạ. Hàng này là không phải sợ là may cho người mập hay người cao không có đủ mà bao hàng, bao phi size luôn á. Vâng. Rồi tiếp bán hai áo em nha. Dạ. Bán hai áo rồi đó. À, coi là chưa hàng chưa mới về mà đã bán được hai áo rồi các bạn. Cái lô hàng này tổng cộng có 164 áo hả? 164 áo, dạ. Có 164 áo thì bán chắc có lẽ cũng lẹ lắm. Vâng, thì tùy thuộc cái điều kiện sức khỏe và điều kiện kinh doanh của cửa hàng mà có thể ướm hết hoặc là ướm một phần nha các bạn. Thì đây lại tiếp theo một cái mẫu kế tiếp này. Tuấn không Dương. Phải là một màu như vậy là nó ra chỉ ra chừng 5 đến 7 áo. Vâng. Một màu vậy chỉ ra từ 5 đến 7 áo. Vâng. Cho nếu một ra một áo thì Thái Tuấn không có làm đâu. À. À.
Như vậy là cỡ khoảng 30 mấy mẫu đúng màu rồi, đúng ba, tức là 100 mấy chục áo nhưng mà đúng khoảng rồi. Là 30 mấy đúng mẫu rồi. Đúng không? Nhưng mà nay mới ra đã khoảng chừng chắc mười mấy 20 màu mẫu rồi. Dạ, rồi dạ. Mai mốt sẽ ra tiếp tục nữa. À lại vâng. À. Vậy là cái này là chị bé đặt dạng như là độc quyền đấy các bạn. Theo những cái sở thích cũng như là theo cái kinh nghiệm buôn bán của chị. Mình bán, mình ra hàng, mình phải nhắm em hiểu không? Vâng. Mình biết là cái mình hàng đó lên áo đẹp, cái chất liệu lên đẹp. Dạ em cảm ơn chị. Dạ. Mình sẽ biết được cái hàng mình nó lên áo đẹp á em, mình dạ. mới đã dám đặt hàng. Vâng. Chứ nếu mà mình không có biết có kinh nghiệm á, mình đặt những cái hàng mà bán không được là chắc chết luôn. Vâng. Không có dám đặt hàng đâu. Đây phía bên ngoài này mình nghĩa một cái cho các bạn coi này, rất nhiều đây các nè. Cô đang em thấy sáng chị chắc vô trong bao này. Rồi. Đó, hàng ra chị chất vô bao nè. Rồi đây, quá trời nhiều luôn nhé. Nguyên cả kho, chưa có bung nhé. Hàng chưa bung. Mới ra đó. Nếu như mà theo như mấy người họ nói là hàng... Nè em thấy không? Nè đó. Các bạn thấy là vừa rất là bận bịu, vừa bán hàng vừa thâu tiền. Rồi lại còn trả lời khách, điện thoại búa xua nữa. Sợ, chỉ sợ mấy cô dặn thôi à. Chỉ sợ mấy cô dặn, mấy cô không chờ đợi mình để mua hàng thôi. Đây mẫu lập thể nữa đây các bạn này. Bé chỉ sợ mấy cô dành không mua hàng cho bé vậy. Thôi tại vì bé gọi điện bé lúc nào cũng bệnh máy á, bé rất là sợ mấy cô dành lắm vậy. Mà quá đông khách mà cái giờ chiều mình hơi rảnh thì mấy cô lại ngủ rồi. Đây cái mẫu mà chị vừa mới lấy ra đây, mình sẽ lấy cái đặc điểm này giờ chị đang nói cái hàng đắt tiền này nha. Vậy. Đây rồi con thả nó xuống đi con ướm này con ha. Đó. Đây các bạn nhìn nếu mà người mẫu rồi. Thì đây nhá. Còn mẫu thiệt, nhiều khi mẫu thiệt còn đẹp hơn là mẫu ở trong. Hàng này nhìn ngoài đẹp hơn trong hình. Và đẹp hơn trong hình nhá các đúng bạn rồi. Đây là đây này, để này cho các bạn coi này. Hình chụp hơn. Nhá, nhưng mà bên ngoài nhìn đẹp hơn trong hình nhá. Rồi tại sao này em nha, để chị đưa tại sao đặc điểm cái hàng này tại sao cũng rất là y chang tại trước luôn. Dạ. Đặc điểm cái hàng này là nó như vậy con đưa không, quay tại rồi, sao. Rồi đi. Tôi đi chỉ gói bên này thôi ạ. Quyết nghe điện thoại cho bác không? Đây, cái này là bên tà sau này các bạn nhìn. Đó. Nó cũng y chang tà trước luôn. Ok, tà sau, tà trước nhìn như nhau giống nhau luôn. Cái đặc điểm là hàng này như vậy. Vâng. Cho dành cho mấy cô may áo dài là thích mà tà sau nhiều là lượng hàng này rất là ok. Giá chỉ có 1.600.000 nha các bạn. 600.000 thôi, giá rất là. Để lát xíu mình sẽ quy ra xem là nó là nhiêu đô để cho các chưa bạn coi. Chưa tính tiền may nha. Vâng. 1.600.000 này là tiền vải, tiền mua vải may áo thì áo tặng vải may quần. Đúng chưa rồi. Có bao gồm tiền... Cô chú mua hàng này là chị bé tặng cho một cái quần xéo tròn. Vâng. Một cái quần xéo tròn em ha. Dạ. Mua vải may áo thì sẽ được tặng vải may quần. Đúng rồi. Tặng cho một cái quần xéo tròn 3 mét dài. Vâng. Thì đây, bây giờ mình sẽ... trong khi chị bé ướm đó, thì Tuấn Dương sẽ coi thử là... 1.600.000 là tính ra bao nhiêu tiền và toàn bộ là bao nhiêu tiền luôn nhé. Đó. Để cho cô chú anh chị chúng ta biết và dễ lựa chọn. Đây các bạn nhìn này. Đó. Phía dưới cũng là cỏ cây rồi các cái ngọn núi. Ở đây là phía trước là có cái bông. Đó. Còn phía trên chỗ trước ngực là toàn bộ là trơn hết nha các bạn. Số nào kì. Rồi, thì bây giờ mình sẽ bấm thử cho các bạn coi giá 1.600.000 này. Chia cho, mình cứ tính là đô là 24.5 đi. Có thể nó dao động chút xíu thì nó vào giá là vào khoảng 65 đô. Đúng rồi. Bây giờ nếu như mà mình tính là có tiền công may là 600 nữa. 600 được không? 600. Quần xéo tròn là 750. 750, rồi. Nếu may xéo tròn nha. 750. 750 là may quần xéo tròn. Đây mình sẽ tính thử 750 chia cho 24.5 bằng là 30 đô. 30 đô với lại 65 đô là cỡ 95 đô. Là 95 cỡ đô. Cỡ vào khoảng là gần 100 đô nha các bạn. Cả mua nó xuống ta. Cỡ vào khoảng gần 100 đô. Đó. Là chúng ta có được một cái bộ vải áo dài Thái Tuấn. Đẹp. Mẫu mùa hè 2024. Siêu đẹp. Hãy kêu bằng cái gì đó nãy em đọc bằng cái gì đó. Pha lê á, bộ sưu tập sắc màu pha lê á. Đúng rồi. Về.
Đó, này nó có hai màu đây, này cái này là bông hoa cúc này. Nó có hai màu. Ví dụ như cái bông cúc này thì các bạn nhìn lá là màu xanh này, còn bông thì màu đỏ, mà trên cái nền đỏ thêm với cây tre nữa. Đây thì chị sẽ lấy thêm một cái mẫu nó khác nó có nữa. Hai màu, mẫu này nó có hai màu em ha. Dạ. Con buông xuống đây con. Đây. Đặc điểm là em Tấn Dương quay áo dài chị bé là nó không có trùng nhau nha, clip nào là khác mẫu màu mẫu đó. Chứ nó không có giống nhau nha. Vâng. Ngày hôm nay mẫu này, ngày mai sẽ ra mẫu khác. Chỉ trừ trường hợp mà giống như Tuấn Dương dựng cái clip tổng hợp ấy thì may ra mới nó giống bị nhau trùng thôi, chứ còn ấy, mỗi lần ra là mỗi một loại khác nhau, mỗi một loại vải khác nhau nha các bạn. Tuấn Dương quay từ cái phía chân cho tới phía ngực để cô chú anh chị nhìn được toàn cảnh. Đẹp không em? Con đứng cạnh cô cho đẹp, đứng cạnh đi, đứng cạnh con làm mẫu giúp chú nào. Con vô đứng lát đây xíu nè con. Chú trả cát xê nào. Đây. Lấy mẫu đẹp đi. Lắm em nha. Đó. Rồi lại. Nếu mà có sự thay đổi về giá là Tuấn Dương sẽ báo liền nhá. Còn đây vẫn đang là 1.600.000. Mua vải may áo thì tặng vải may quần. Chị có thể tặng cái quần xếp quần tròn, tròn 3 mét vải. Khoảng hơn 3 mét vải. Thì nếu như mà cả tiền vải và tiền công may thì vào khoảng 100 đô nha các bạn. 100 đô la Mỹ. Còn đương đẹp nhiên lắm. Thì khi quý cô chú, ú anh chị tới lựa những các cái mẫu vải áo dài khác đó thì đều có giá. Và như Tuấn Dương trình bày là chị bé là một trong số những cái đại lý lớn và một trong số những cái đại lý lớn được chị bé là một trong những đại lý lớn, là một cái thương nhân lớn và được ưu tiên ở khu vực chợ An Đông nhá. Những cái mẫu nào mà mới nhất, đẹp nhất, gọi là ngon cơm nhất thì họ sẽ đưa tới những cái nhà phân phối uy tín và những cái nhà phân phối lớn và có doanh số bán cao, được feedback của khách hàng tốt thì người ta sẽ ưu tiên. Cũng giống như là các bạn thấy là người ta bán iPhone hoặc là những cái sản phẩm mà mắc tiền ấy thì thường ở các cái thị trường như là Mỹ, Singapore người ta sẽ bán trước, sau đó thị trường Việt Nam thì sẽ bán sau cùng. Em thấy hàng đẹp không em ha? Hàng đẹp, xuất sắc luôn á. Cái này thì cái bông hoa hồng nó nhìn như là 3D, nó nổi lên đúng như rồi. Là một cái viên kim cương đó các bạn. Đó. Nhìn, nói chung nhìn cái là mình biết là đồ hiệu luôn. Sáng đẹp. Giờ mấy đứa nó hỏi có treo không, chị nói thôi để Tấn Dương tới quay thì treo, mà cũng bán được hai áo rồi. Trời ơi, sáng em thấy nhà chị khách đó, em thấy sợ luôn em. Vâng. Cái quầy chút xíu mà có thể chứa đến 4 đến 50 người á. Vâng. Thì cũng nhờ cái sự nhiệt tình, vui vẻ, rồi niềm nở, bán hàng đúng giá, đúng chất lượng, niêm yết giá. Nên là nhiều cô chú anh chị thương yêu ghé để ủng hộ. Thực ra thì chị bé bán, các bạn nhìn thấy không có lời nhiều. Như có những cô là mua tới 30 bộ vải áo dài, vừa áo vừa quần, mà tính ra đâu có 9 đến 10 triệu bạc. 9 triệu 700. Rất là rẻ luôn. Còn nếu như các bạn mua hàng đắt tiền thì mới bị các bạn đi mua ở một số những cái nơi khác đó thì có thể có những cái mẫu mà người ta nói cái mức giá rất là cao mà các bạn không thể biết đâu mà trả được. Nên là có nhiều người thì có thể với một cái số tiền mà như vậy thì mua được rất là ít sản phẩm. Nhưng mà ở đây thì các bạn hoàn toàn yên tâm, đành rằng là ai buôn bán thì cũng phải kiếm cái đồng lời để trả tiền điện nước, rồi tiền thuế, rồi nhân viên, rồi lương lậu các kiểu, rồi tiền ăn uống, chi tiêu sinh hoạt. Nhưng mà nếu mà mình bán có uy tín, mình lấy cái số lượng mỗi thứ lời một chút thôi thì mình sẽ bền. Em ví dụ một mẫu gì nó có hai màu em nè. Vâng. Em hiểu không? Nó có màu hồng bách treo và màu xanh ngọc. Vâng. Con thả nó xuống đi con. Màu hồng rồi bách màu treo. Xanh ngọc. À. Với màu xanh ngọc. Đó. Cô chú anh chị nhìn thấy đấy, rất rất đẹp luôn nhá. Thì Tuấn Dương sẽ thường xuyên cập nhật các cái mẫu vải áo dài trên kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay. Cô bác bấm vào cái danh sách phát là áo dài bé chợ An Đông thì có tổng cộng, nếu mà tính cả cái video clip này thì đến nay là có 68 video clip
và hàng trăm ngàn lượt người xem các cái mẫu áo dài. Thì cái cách giới thiệu của mình thì cũng nhất quán từ xưa tới nay. Khi mà có bất cứ cái sự thay đổi nào thì Tuấn Dương sẽ cập nhật để cô bác anh chị biết. Giống như ví dụ như cách đây chừng 2 năm thì lúc đó cái tiền công may áo dài đó nó chỉ là 500 đến 550 ngàn một bộ, một lớp. Nhưng mà bây giờ về thời giá các thứ nó cũng có cái sự thay đổi. Chính vì thế đẹp nên quá. Là đây, cái mẫu này cũng rất là đẹp này. Chính đó, vì thế nên là có cái sự thay đổi về giá cập nhật thì Tuấn Dương sẽ báo để cô chú anh chị mình biết. Rồi giờ em cái hàng mùa hè này tới đây là hết nha. Vâng. Rồi vài ngày sau nó có tiếp tục nữa. Tại vì Thái Tuấn giờ ra từ từ em nha. Vâng. Em mới ra sáng chỉ cái lô hàng này là hàng mùa hè. Vâng. Rồi giờ qua ra hàng 3,5 triệu nè em nè. À, như vậy là tới đây là những cái mẫu mà khoan em gái từ từ nha, cứ ướm nha. Những cái mẫu mà 1,6 triệu tới đây là tạm ngưng nha các bạn. Và trong vài ngày nữa Thái Tuấn sẽ lại tiếp tục cung cấp những cái mẫu mẫu này như mẫu khác cũng cùng cái chất liệu vải và mức giá như này, nhưng mà hoa văn họa tiết sẽ khác, khác thì Tuấn Dương sẽ quay tiếp, tiếp để cô chú anh chị chúng ta lựa. Vì có những cô chú là chưa ưng những cái mẫu này, còn nếu mà ai ưng ấy, thì là thì chốt liền. Okay. Tức là ví dụ mình coi cái này, mình lấy cái điện thoại ra, ví dụ như Tuấn Dương sẽ quay cho các bạn coi nhé. Giả sử cô bác đang coi tivi, giả sử phía trước đây là tivi này, thì mình mở cái điện thoại lên, sau đó mình bấm hình ảnh lại. Này đó. Mình bấm hình ảnh, mình chụp cái hình lại nhé các bạn. Đây mình ví dụ mình cái mẫu này mình ưng thì mình sẽ chụp cái hình của cô lại, bấm vào đây chụp ảnh lại, thế sau đó rồi mình kết bạn với chị bé qua số điện thoại Zalo hoặc Viber để chị giữ lại. Còn nếu mà các bạn lâu lâu mới coi ấy, không có để, không có báo với chị bé thì có thể là mẫu đó chị sẽ bán mất. Tại rồi vì một màu như vậy chỉ có từ 5 đến 7 áo thôi. Dạ. Còn cái nào mà đẹp lắm á, thì chị mới làm đến 10 áo. Vâng. Là thôi là bỏ mẫu. Vâng. Cho nên hàng bảo đảm không đụng thị trường. Rồi trước khi ướm cái mẫu khác thì em gái thử căng căng giống như nó có co giãn chiều ngang không? Để đó, đúng là một lá thôi. Nhiều cô chú cũng quan tâm là ví dụ như tôi mập thêm 3 kg hay là ốm thêm 2-3 kg thì liệu tôi mặc có vừa không? Đó, như vậy là hồi. Cái vải này có cái sự đàn hồi theo chiều đàn ngang hồi. Nhá. Đúng thì rồi. Mình có tăng giảm một vài ký mình vẫn mặc đẹp được lắm. Đây là cái điểm hay của các cái loại vải áo dài, mà trong đó đặc biệt đây là mình đang giới thiệu đến vải Thái Tuấn. Rồi tiếp theo là giờ này là sắc xuân của hàng mùa hè nha. Đây là bộ sưu tập sắc xuân. Thì thưa chị, những cái sản phẩm này là có mức 3 giá bao rưỡi. Nhiêu? 3,5 triệu. Nhưng mà hàng này á là báo tin buồn là một màu có 3 áo thôi. Phải một màu có 3 áo. Có 3 áo duy nhất thôi, có đặt thêm cũng không có nhận đặt hàng. Đặt thêm nữa. Thái Tuấn cũng không có nhận nha các bạn. Thì cái này tin buồn. Thấy có vẻ nhìn hàng mắc tiền thấy nó khác hay sao ấy chị nhỉ? Đúng nhưng không? Mà cái nào cũng nó đẹp hết em hiểu không? Đúng là đẹp, nhưng mà nhìn cái này nó còn có cái độ sang trọng rồi, rồi có cái nó có số chiều sari sâu em nữa, đúng không? Đây là các em bạn em hiểu không? Này, nó có số sari á. Và đặc điểm những cái này sợi này. Đây là sợi kim tuyến hay sao thưa chị? Sợi tơ tơ mà tơ kim tuyến em. Tơ tầm kim tuyến. Nhưng mà hàng này phải may 2 lớp. Và may 2 lớp lót lót rồi thì mới đẹp, quần xếp tròn 2 lớp. Vậy là cái này cũng phải tiền công may như vậy là sẽ mắc hơn đúng không chị? May 1,1 triệu thôi phân con. Quần xéo tròn 2 tà rời 2 lớp là cô Hà may 1,1 triệu. Vậy là đối với cái đồ đẹp này các bạn là cũng phải cái cách may cũng khác nhá. Đó, nên rồi. Là cái giá nó sẽ cao hơn một chút. Nhưng thì mà quá đẹp đúng không em? Vâng, nhưng mà đẹp, đẹp lắm. Không, nói chung là mà một sợ báo tin buồn màu của báo. Vâng, chỉ sợ là mình không có đủ kinh phí thôi. Nhưng mà có cái hay ở đây của bên Thái Tuấn là mình thấy họ có rất là nhiều các cái loại phục vụ từ bình dân cho tới cao cấp, nói chung không có bỏ sót một đối tượng nào. Chừng 500-600 ngàn đã có rồi, mà 5-6 triệu, thậm chí 7-8 triệu cũng có luôn. Này chị muốn đặt màu 10 áo mà không chịu làm, có thêm tiền cũng không làm nữa. Đấy, cái vải này nó khá mỏng nha các bạn, nên là cái lý do vậy đó thì chúng ta mà phải may 2 lớp, cực kỳ mỏng luôn nhé. Và ở dưới họ cũng có vắt sổ, chỗ này là họ có đính đá này. Đặt 3 tháng rồi đấy, 3 tháng mấy rồi em nha mới có hàng á. Dạ. Cái này vẫn là đang 3,5 triệu đồng giá rồi, chị? Đúng rồi, đồng giá. Rồi con xuống lên này con. Cái sản phẩm này các bạn đang là đồng giá 3,5 triệu nhé. Đúng rồi. Em đẹp không em? Vâng. Trời ơi. Thèm đẹp luôn. Xuất sắc luôn. Thèm luôn.
Đó, nên là người ta nói cái câu là gì, không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết, Làm đẹp, em làm đẹp mà thôi. Thì áo dài là một trong những cái vũ khí để chị em mình trang bị và làm toát lên cái vẻ đẹp nữ tính cũng như là vẻ đẹp của người con gái Á Đông. Rất là nhiều các cái chuyên gia nước ngoài họ sang Việt Nam đó, họ cũng muốn tìm hiểu về cái tà áo dài Việt Nam, rồi các cái loại như áo dài miền Nam, miền Bắc, miền Trung. Nhưng mà phải nói gì nói chứ áo dài miền Nam mình thấy là kiểu cách các thứ rất là phong phú, mẫu mã đa dạng. Đúng rồi. Mình cũng có đi ra Hà Nội và mình có quay cái hình ảnh mọi người chơi Tết ở ngoài đó và mặc áo dài. Nhưng mà thú thực mà nói thì áo dài miền Bắc có vẻ như là đơn giản hơn áo dài miền Nam rất là nhiều. Bắc là lấy hàng trong này ra bán nhưng mà ta không lấy hàng cao cấp đấy, đúng không? Cho nên người ta không có hàng. Và bây giờ cái xu hướng là bà con mình diện trở lại áo Sài dài Gòn cũng rất là cái này nhiều, thì không biết nhỉ? Không biết là năm nay họ có cái chương trình mà lễ hội áo dài hay không. Nếu có mình sẽ quay tiếp. Cái này các bạn này vừa kim tuyến này, vừa đính đá này. Nhìn rất là lung linh long lanh. Lung linh cành đào em ạ. Mình mặc mà trong những các cái buổi dạ tiệc này, lễ hội này, rồi lên sân khấu này với cái ánh đèn thì những cái bộ áo dài này sẽ toát lên cái vẻ đẹp. Tôn vinh cái vẻ đẹp. Tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ. Qua chị kể cho em nghe, qua cái chị kia ở đâu ta, ở châu Âu á, về may áo cưới cho con gái mà chị không mang giá áo dài, tại vì chị nặng 78 kg. Mà chị bé đây á thì 70 kg, nên mang cái đầm nó mập ghê không. Nhưng mà lúc mang cáo dài vô nó gọn á. Em qua mà em quay mà chị mang cáo dài tím tím á. Đúng rồi. Cái chị nói thôi thấy chị bé áo dài thấy cũng thấy gọn quá, thôi chị may một cái. Dễ bị dụ quá. Bị dụ quá. Đây một cái mẫu tiếp này các bạn này. Mình xin nhắc lại là chúng ta vẫn đang trong cái luồng của các sản phẩm. Đúng rồi. Trị giá là 3.500.000 của Thái Tuấn. Đây là rồi, bộ cái đó là đến đó là hết rồi đó em. Rồi em gái cũng thử, bây giờ mình thử kéo xem là nó có co giãn chiều ngang nè. Rồi mình quay thử cái logo hay là cái mã số gì đó để số nó series có đàn hồi ấy, em. Cho bà con cô bác nó biết. Nó không có thôn nhưng mà nó có đàn hồi. Có sự đàn hồi nhá. Đúng rồi. Có sự đàn hồi nhẹ. Rồi nó có cái logo nè. Đây cái chỗ này đây này. Đây này. Đâu? Có Thái Tuấn rồi có mã số series. Đây thì với những cái sản phẩm cao cấp của Thái Tuấn đó các bạn, Thái Tuấn Premium Healthcare. Đây cô chú anh chị nhìn này, nó phải có những cái dấu hiệu như thế này. Đó. Nè, có một số series. Ở đây có số series, chị quay ngược lại mới đúng đọc rồi, được. Đúng rồi, số series. Đây các bạn nhìn nhé, sẽ quay cho cô chú anh chị chúng ta coi này, số series này. Có. Rồi giờ bắt đầu đến hàng qua hàng 600, hàng sau rung mê ma. Tiếp theo cô ba anh chị, đây cái phần 3 của giới thiệu thì đây là những mẫu chỉ hàng có 600, giá là 600 ngàn nhé. 600 hàng sau rung đến hàng 8 tháng 3. 600 ngàn thì nếu như cả tiền may mà may một lớp đó thì cỡ vào khoảng là 50 đô nha các bạn. Mua tiền công thì quần cũng cỡ khoảng 600 ngàn. Mua vải may áo sẽ được tặng vải may quần. Đây là những cái mẫu bông này các bạn nhìn này. Tuấn Dương cũng sẽ quay toàn cảnh để quý cô chú anh chị chúng ta coi mình thích ưng cái mẫu nào thì nếu đang coi tivi thì bấm pause tạm dừng tivi. Còn bấm điện thoại thì cũng bấm tạm dừng để chụp lại cái màn hình nhờ người nhà tới để mua. Đây một cái mẫu là màu màu xanh kết hợp với những cái bông màu trắng đẹp đúng không em, cũng đẹp nha các bạn. 600 ngàn nhưng mà không cũng không hề là xấu đâu. Nha. Nói chung Thái Tuấn không phải là ra hàng đắt tiền không mà cũng phải ra hàng rẻ tiền. Tức là phục vụ cho nhiều đối tượng. Nhiều đối tượng. Từ ví dụ như những quý bà, quý doanh nhân, những người mẫu, diễn viên, những rồi, giới Thái nhà Tuấn, giàu. Em biết sao nó vẫn có ra hàng 200 mấy nữa nhưng mà chị không bán hàng đó. Nói chung cũng phải được một chút xíu vì cái tiền công may đó các bạn nó cũng chị mắc rồi. Chị không bán hàng đó tại vì hàng đó là hàng phổ thông em. Vâng, quá phổ thông mà nó rẻ quá thì các bạn một tiền công may đó rồi nó không có bền, rồi, mình mặc nó không có sang trọng nên là tiệm cũng có cái sự lựa chọn theo cái phân khúc, nếu mà nó bèo nhèo quá thì cũng không có lấy. Mấy cô Hà thường thường cô Hà hay nói là may áo dài cái dáng người đẹp
vâng. cái người may đẹp, nhưng mà trong đó cần nhất cái yếu tố là chất liệu vải đẹp, vâng. nên mới ra lên được một cái áo đẹp. Tổng hợp cả ba yếu tố, dáng người, rồi vải đẹp, rồi kỹ thuật may đẹp nữa thì nó mới đẹp được. Chứ còn nếu mà may đẹp, dáng đẹp mà cái vải xấu lên của bánh xấu. Vâng. Đây lại tiếp theo các bạn, cái mẫu này màu tím nhạt này, ở phía dưới là các cái bông cúc này. Hôm nay là chị quay nhiêu này chứ chị còn mấy bao chị chưa khui nữa đó. Thôi để dành để cho cô bác coi lần kế tiếp. Còn mấy bao chưa khui. Với những cái mẫu này thì hy vọng là các cô chú cũng có thể mình lựa được cái phần nào rồi. Bây giờ mình sẽ quay ngược cái camera ra ngoài này, ở ngoài cũng đang rất là xôm tụ này các bạn này. Đấy. Đông lắm. Đấy, ở đây là nhiều người cũng không muốn lên hình nên là mình né nhá. Đó, đây các cô, các chị đang ngồi lựa, đàm đạo với nhau mua cái nào. Đấy. Rồi tiếp theo đây các bạn này. Đây một cái bông hoa có hai bông rồi lá nữa. Nhìn rất là mảnh mai, quyến rũ, hấp dẫn. Đủ những sắc màu, mỗi một cái đẹp em ha. Mảnh vải may áo thì như là một tác phẩm nghệ thuật. Và người mặc thì như là những cái người diễn viên, nghệ sĩ. Nhìn rất là dễ thương. Rồi. Rất nhiều những cái gam màu. Đó các bạn nhìn trời ơi. Như một cái bông hoa vươn lên trong nắng mai sáng sớm. Đó, người thiếu nữ mảnh mai mặc cái áo dài này nữa đi thướt tha giữa đồng cỏ thì thôi tuyệt vời rồi. Lên phim thì nhìn như là cái bối cảnh ở Hollywood ấy. Wow. Cái này những cái sự thay đổi màu sắc khiến cho chúng ta hết trầm trồ rồi lại cảm thấy là yêu thích thêm. Thế các bạn nhìn này, nó như là một cái mẫu hình như là hoa này như hoa lan hay sao. Rất nhiều những loại hoa lạ mà thực tế mình cũng không biết gọi hoa gì luôn á. Rồi con buông đó con. Chị bé không có nói dối nhưng mà mẫu nhà chị rất là đẹp. Lúc à. Nào luôn luôn bé cũng đi trước hết á. Vâng. Bé đi trước xong rồi. Thì nếu như các bạn mà yêu thích thời trang áo dài bé và đã từng theo dõi kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay thì các bạn cứ xem gần như là áo dài bé là xuất hiện cái mẫu mới của Thái Tuấn đầu tiên, sau đó thì mới tới có thể một số những cái nơi khác người ta bắt đầu người ta thấy những cái mẫu đó đẹp, người ta mua về ta bán thử hoặc là khi mà khách hàng nó tới áo dài bé sau đó rồi mua không có hoặc là muốn đi khảo giá, ví dụ như ở đây là mình báo giá luôn là 600.000 thì có thể có những cái cô chú khác đi đến nơi khác người ta bán. Mình nói ví dụ như họ bán là 550.000 chẳng hạn, nhưng mà họ lại không tặng quần thì như vậy là tính ra thì không có rẻ hơn bé, mà bé là cái người tiên phong đi đầu tiên nên là cô bác tự quyết định xem là mình nên mua ở đâu. Còn như theo như cá nhân của mình nữa thì mình mua bán rất là nhiều những các cái mặt hàng, cứ cái chỗ nào uy tín dẫn đầu và làm ăn nghiêm túc đàng hoàng thì mình sẽ gắn bó. Có rẻ hơn 5-10 ngàn, vài chục ngàn đôi khi mình cũng không thích, vì mình mến ở đâu, yêu thích cái cách phục vụ ở đó, rồi người ta có uy tín thì mình cũng ủng hộ lâu dài, chứ không chỉ vì mà rẻ 5-10 ngàn mà mình đi kiếm cái chỗ khác đôi khi nó không có được hài lòng. Đây hàng đẹp đẹp em ha. Vâng. Mỗi lần quay là hàng đẹp đẹp không à. Thì cô bác có những cái góp ý gì cho Tuấn Dương hoặc là chị bé thì cứ để lại ở dưới phần comment, phần bình luận. Ví dụ như mình thích cái cách giới thiệu như thế nào, rồi quay sản phẩm nó ra sao, bông các thứ, rồi xuất xứ, rồi hướng dẫn cách bảo quản áo dài, giặt áo dài, rồi gấp áo dài, là áo dài như thế nào ấy thì liên quan đến các sản phẩm này cô bác cứ mạnh dạn để lại tin nhắn. Thì câu nào Tuấn Dương biết Tuấn Dương sẽ trả lời, không biết thì Tuấn Dương sẽ gửi cho chị bé. Và nếu mà cả hai người cùng không biết thì sẽ để lên, thì những khán giả nào mà có kinh nghiệm thì sẽ trả lời những cái câu hỏi đó giúp Tuấn Dương. Ok. Wow. Đây là một cái này nó giống như là phố cổ ở trong sương mù đấy các bạn. Mà lại vào trong những cái ngày mùa thu
lá chuẩn bị lá vàng chuẩn bị rơi đó. Đó. Cũng rất là lãng mạn nhé. Đó. À. Rồi tiếp theo đây các bạn này, một cái mẫu bông này, nó cũng nãy cũng có một cái mẫu khác nhưng mà màu hoa văn nó khác nhé. Nãy là nó màu vàng, còn đây là mẫu màu xanh da trời. Cái này là xanh của tiếp viên hàng không đây, thấy mấy cô ấy hay mặc. Rồi, cái này cũng màu xanh nữa nè. À. Nhưng mà nó khác nhau. Đúng không? Những cái mẫu này đang có mức giá là 600.000 nha các bạn. 600.000. Mua vải may áo tặng vải may quần, tiền công may khoảng 600.000. À, và chị bé thì có nhận gửi những cái sản phẩm này đi tất cả các nước nhé. Nước nào cũng gửi được hết. Có người hỏi là nếu mà đi Mỹ đó thì khoảng 1 ký bao nhiêu tiền đó chị bé? À, tí xíu chị đây bảng giá đi Mỹ cho coi. Vâng. Tí xíu chị đưa bảng giá nha. Tại vì bên hãng máy bay thì hàng tuần á, cứ tuần nào cũng gửi bảng giá hết á. À. Cho nên mình cứ coi trên bảng giá đó. Mà cái đầu thì hơi bị đắt tiền á. Vâng. Hãng máy bay là không có nói dụ mà đi nhiều là giá sỉ nha. Vâng. À. Còn hiện có nay nhiều nơi nó đi sỉ cái giá sỉ. Nếu mà tính ra là mới mười mấy Tết thôi thì cô bác anh chị có thể nếu mà mình đang có người nhà ở Việt Nam đó, về Việt Nam chơi Tết thì có thể nhờ người nhà tới đây mua, mình chụp lại những cái mẫu này, sau đó mình mua rồi mình quen cái thợ may ở đâu mà may đẹp cho mình từ xưa đến nay thì mình cứ may ở đó. Còn nếu như mình không, trong trường hợp mà mình chưa có chỗ may hoặc là mình không ưng cái chỗ may cũ thì mình có thể may trực tiếp tại áo dài bé, thì chị bé sẽ giới thiệu tiệm may lên lấy số đo cho quý vị. Hoặc là nếu mà quý vị có số đo, chưa có số đo đó thì quý vị tự đo, hoặc là coi cái video clip chị bé hướng dẫn lấy số đo, rồi chị bé sẽ may theo cái sẽ gửi nhà may, may theo cái số đo đó rồi gửi đi qua cho khách. Và nếu như mình mua cái số lượng nhiều, định may nhiều đó, thì cũng như theo lời khuyên là chỉ nên may trước một bộ, thấy ưng, thấy đẹp rồi để thì mình sẽ may tiếp nhiều các bộ khác. Đây, mẫu này trông cũng rất là đẹp này các bạn này, nhìn nó cũng lạ này. Ngộ em ha. À, nhìn mà thấy mê luôn nhá. Màu xanh bỏ đầu này em này. Quay một hồi các bạn là cũng tẩu hỏa nhập cái con ma luôn nhá. Không biết phân biệt, không biết nói cái gì nữa. Đó. Đó, các bạn nhìn những cái đường riềm màu vàng này, rồi bông này. Rồi, thôi tới đó là chị bé mệt rồi đó em ơi. Đó. Quay lên quay xuống mệt rồi đó. Đó. Cũng toát hết mồ hôi nha các bạn. Nên là đây, giờ nhiều em... người bảo tại sao mà không ướm hết thì nè, cái số lượng vải quá trời nhiều. Em không ra không thể ướm hết được. Em ra em coi nè, còn bao nhiêu bao chưa khui nữa nè. Rồi, cảm ơn người mẫu nha. Rồi, em xuống xoa bóp chân đi cho đỡ mỏi. Rồi. Đây còn bao nhiêu bao chưa khui nữa nè. Đây. Đây, bao nhiêu bao chưa khui nè, em thấy. Vâng, đây họ mới giao đây. Thì mấy hôm nữa khi mà xong sẽ đi quay rồi, tiếp tục đây nè. Để phải bán vãn đi rồi nhiều phục lắm. Vụ khách các thứ đã. Rồi, giờ chị đưa cái bảng giá đi Mỹ, điện thoại bác đâu rồi coi nha. Bảng giá đi Mỹ là hãng nó báo nè em nè. Có nhiều người cứ la là ở đây mua sỉ là gửi sỉ là giá rẻ. Thì chị bé sẽ cập nhật cái bảng giá mà hãng hàng không gửi cho chị khi mà báo giá vận chuyển từ Việt Nam qua nước ngoài. Để cô bác anh chị được đây biết. Thì mình xin đọc sơ bộ để cô chú anh chị chúng ta coi nhé. Ví dụ như là 0,5 kg là 1.000 hay sao? 1.000.000 mấy đó. Tức là nếu mà 0,5 kg là 1.686.000. Nếu mà đi cái đầu là đắt tiền lắm. Còn 1 ký là 1.800.000, 1,5 ký là 1.900.000, 2 ký là 2.062.000. Thôi mình cứ tính sơ, ví dụ như là mình tính là 2 ký đi, thì cỡ vào khoảng gần $100 tiền cước rồi. Nhưng mà thí dụ như giờ chị bé nói nè, nếu thí dụ nha. Vâng. Mà nếu mà đi đến cho 19 ký đi nha. Vâng. Thì nó rất là rẻ, nó có 5.700.000 rồi. 19 ký là 5.700.000, tức là cỡ hơn 200 đô. Em biết, tức như là em đi nhiều tuần nào thì nó rẻ, giờ chị nói là 14 ký đi nha. Vâng. 14 ký là có 4.650.000, 56.000. Vâng. Đấy là đi Mỹ, thì còn Úc rồi các cái chỗ khác thì sao? Thì nó cũng tương tự đúng không? Nó xem với nhau, nhưng mà một tuần là bên hãng máy bay sẽ báo cho chị là DHL á. À. DHL với FedEx.
Dạ. Là nó sẽ với lại UVS là nó sẽ báo chị một tầng tầng. Vâng. Ví dụ Mỹ, Canada, ví dụ Mỹ, châu Âu, với lại là ví dụ với Úc là nó sẽ báo cho chị những cái nước nào chị hay đi. Vâng. Là đến đầu tuần là ngày thứ ba là nó sẽ chuyển cho chị. Vâng. Chỉ chuyển cho chị cái bảng giá hàng. Thì tầng. Như vậy là nếu mình mua mà cái số lượng càng lớn hoặc số ký lớn ấy, thì là nó lại càng rẻ. Đúng còn rồi. Nếu mình chỉ hết một đi ký đầu nửa ký hoặc một ký đó, thì rất là mắc nha các bạn. À, nhưng mà lên lúc đi ký đầu lên á, nếu mà đi 20 ký, hai mấy ký thì nó còn xuống rẻ tiền hơn nữa. Vâng. À. Còn nếu mà cô chú đi đừng có tính theo là thùng. Dạ. Tính thùng thì nó đo dính volume, em hiểu không? Vâng. Nó đo nó nhanh ra 5.000 xong rồi nó chia ra thì nó dính volume. Vâng. Thì volume thì mình cái người gửi bị thiệt thòi. Vâng. Cho nên mình cứ canh ký thôi, canh ký mình đóng thùng mình canh ký. Vâng. À. Rồi cảm ơn chị bé nhá. Rồi chị cũng muốn nói là nhiều người nói là đi nhiều giá sỉ không có đâu. À. Tại vì hãng máy bay này nó có giá hàng tuần hết. Vâng. Em hiểu không? À rồi thôi bé cũng cảm ơn nhiều cô chú ủng hộ cho bé. Nhưng mà đừng có dặn bé, mấy bữa nay nhiều cô chú gọi điện đến mà nó cứ la bệnh máy không à. Mà thật sự bệnh thiệt á. Đây chị đưa cái hình nãy em coi nè. Nãy chị cô kia muốn gọi điện cho em mua áo dài. Nhưng mà cái lượng khách như vậy thì chị hỏi em làm sao mà để chị chụp hình được. À đây, để chị đưa cho em coi nha. Không thể chụp hình được. Đây, em dòm lượng khách như vậy. Tức là khách quá đông đúng không? Ờ, giờ chị đưa coi cho camera cho em coi nha. Coi... Nó lượng khách nó đông mà đến mức độ mà chị không quay đâu ai quay về được luôn đó. Cho nên cô chú thông cảm dùm luôn đó. Để vô camera chị đưa cho em coi. Đôi khi nổi tiếng quá cũng phải cũng có những cái nỗi khổ riêng á. Nên là người ta... Không phải là không phải là chảnh đâu em. Cái nước Nga người ta có một cái bộ phim gì đấy người giàu cũng khóc đó. Thế các bạn là... Đây em. Đây. Em dòm nè. Rồi. Đó, không, khách như vậy không có khách thì cũng buồn mà trời ơi có đó, khách thì cũng làm không có kịp luôn nha các bạn. Yeah. Sáng đuối luôn đó em. Vâng. Đấy làm đó, sao tất cả. Trước lúc em tới người đó đợt sáng nè. Vâng. Đó. Ô chà chà. Em thấy không? Lúc nào cũng có khách đó, đông lắm. Vâng. Cho nên chị không thể là quay có người nào đấy đấy đấy. Thôi thì cô bác có gì thông cảm nhé. Nếu cảm mà mình tới được trực tiếp thì tại cái quầy nó nhỏ quá mà khách quá sức đông em hiểu không? Cho nên là cô chú thông cảm giùm á. Mà giờ ác em khoảng 3-4 giờ bớt khách á thì muốn chụp cho cô chú thì sợ người ta ngủ. À. Rồi mình gửi tin nhắn cho người ta, người ta mất giấc ngủ không có dám gửi. Vâng. Em hiểu không? Khổ vậy đó. Vâng. Vâng. Thôi chị cảm ơn nhiều. Vâng, rồi thôi. Vâng. Giữ gìn sức khỏe chị nhá. Vâng, thấy cũng đuối đuối rồi đấy. Đuối rồi đó. Qua chị xỉu luôn đấy. Rồi lát xíu ăn lẩu cá đuối đi nhá. Rồi ok, bye bye. Chào vâng, chị. Cảm ơn em.